Hello, xin chào anh em. Mình tên là Tuấn và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục phân tích con vàng dưới góc nhìn của phương pháp chiêm tinh. Thì mình sẽ giải thích cách mình đang ứng dụng phương pháp chiêm tinh để cho các bạn mới biết đến phương pháp này được biết ạ. Thì có nghĩa là mình sử dụng phương pháp chiêm tinh để mình tính ra các mức giá được coi là kháng cự và hỗ trợ đối với con vàng và các vùng tham minh ở trong ngày này. Có thể các bạn sẽ thấy trên màn hình ấy, thì là những cái mức giá như các bạn đã thấy là như là 1947, 1952, 1959, 1964, 1972 hay 1985. Và các vùng tham minh là chính là những vùng mình đã vẽ màu cam hay là màu xanh. Đấy. Thì có là vùng màu cam là các mốc của tham minh ở trong ngày mới. Còn là các vùng các màu khác là các mốc thăng minh ở trong ngày cũ ạ. Các mốc thăng minh thì mình sẽ vẽ một cách là vẽ một hình chữ nhật từ trái qua phải, đi qua cái đến 1 phút của sự kiện đấy. Ví dụ như là ngày hôm qua là có sự kiện lúc 19:48 ấy, thì mình sẽ vẽ qua cái đến 1 phút đấy. Các bạn có thể thấy trên màn hình là khi giá tiếp cận về các vùng thăng minh hay là các mức giá này thì đều có những cái phản ứng rút chân hay rút râu nó. Các bạn có thể thấy thực tế trên màn hình như chạm giá 1959 này thì nó rút râu. Các bạn có thể tham khảo hay tự vẽ trên màn hình để quan sát thêm. Còn về các mốc giá cần quan tâm trong ngày hôm nay thì các sao chiếu cản trở giá ở 1967, 1995 hay 1943 thì cũng đã hôm nay thì đã không còn nữa, nên là chúng ta sẽ bỏ qua các mức quan tâm ở các mức giá này. Thì ngày hôm nay mình đã thấy xuất hiện nhiều vị trí ở vị trí chiếu sao tăng giá ở vị trí là 1960, 1961, 62, 1963 thì hiện tại là giá cũng đang sáng nay là cũng đang chạm được ở vào cái vị trí đấy rồi, nên là chúng ta sẽ cần quan sát thêm ở các mốc thao minh của ngày hôm qua và các mức giá kháng cự hỗ trợ của con vàng đã có sẵn ấy. Còn về các mốc thăng minh cần lưu ý trong ngày thì ngày hôm nay thì có các mốc thăng minh cần lưu ý sau là lúc 5:58 và mốc thứ hai cần quan tâm là lúc 15:48. Nhưng mà các bạn sẽ đặc biệt quan tâm ở cái sự kiện là lúc 15:48, thường là cái sự kiện này là sự kiện báo cho giá tăng ấy, thì mình sẽ cần quan tâm ở mức thông minh này 15:48. Mình sẽ trên bản đồ bật quá thì ở trên phần mềm ấy, thì các vị trí toàn được chiếu cho tăng giá hết ấy. Nên là chúng ta sẽ có thể canh bài trong cái giai đoạn này. Đấy, video đến bây giờ là kết thúc ấy. Thì mình nếu các bạn thấy hay hãy like, đăng ký kênh và bình luận ở bên dưới video. Mình xin cảm ơn.